Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học chủ đề D Bài 3 Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet Học xong bài này, em sẽ phòng ngừa được một số tác hại khi tham gia Internet Bảo vệ được thông tin và tài khoản cá nhân Nhận diện được một số thông điệp lừa đảo hoặc mang nội dung xấu Nội dung bài thực hành phòng vệ gồm có 1. Phòng ngừa một số tác hại khi tham gia Internet 2. Sử dụng phần mềm dịch virus 3. Tạo mật khẩu mạnh Đầu tiên, chúng ta sẽ vào phần số 1, phòng ngừa một số tác hại khi tham gia Internet. Ở đây, em hãy làm bài tập 1. Bài 1. Nhận diện thông điệp quảng cáo hay nội dung xấu. Em hãy dự đoán đâu là những thông điệp quảng cáo hoặc mang nội dung xấu trong các email ở hình 1 và hình 2 dưới đây. Em hãy suy nghĩ và làm bài. Sau đây là gợi ý. Tất cả thư trong email đều là spam mail, tức là thư rác với mục đích là quảng cáo và có khả năng sẽ mang theo virus. Em nên bấm vào nút báo cáo spam của Gmail để chuyển thư rác vào hộp spam. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào tầng thư 1 để xem đâu là thông điệp quảng cáo, đâu là thư mang nội dung xấu. Đầu tiên là thư có tiêu đề là Hello. Thư này có khả năng mang nội dung xấu rất là cao. Vì thư này nếu đến từ một người em không biết mà lại còn gửi lời xin chào em tuyệt đối không mở thư này ra thư tiếp theo là một thư chứa thông điệp quảng cáo để nhận biết thì em có thể nhìn vào tiêu đề và phần tên thư tên thư sẽ để là ef education còn phía tiêu đề sẽ ghi là lớp học mẫu trực tuyến hoặc một nội dung quảng cáo nào đó thì đó chính là thông điệp quảng cáo và em cũng không nên mở những cái thư này ra đó chỉ là quảng cáo thôi và đôi khi cũng có thể chứa virus tiếp theo là một thư đến từ Google với tiêu đề là cảnh báo bảo mật. Đây là phần cảnh báo của Google nếu có thiết bị nào mới đăng nhập vào tài khoản của em. Đó cũng là một hình thức quảng cáo của Google. Trong trường hợp chính bản thân em đăng nhập vào cái thiết bị đó thì em cũng không cần phải xem cái phần cảnh báo bảo mật làm gì. Nhưng mà nếu mà không phải em đăng nhập thì em nên xem. Tiếp tục, lại là mail đến từ một người lạ. Và ở đây ghi là Hello Dear, em không nên mở những cái bức thư này ra cho dù có đề địa chỉ email rõ ràng thì em cũng không nên mở vào những bức thư ghi là tiêu đề hello dear hay là hello friend gì đó là tuyệt đối không mở vào em cứ bấm vào cái nút thăng để báo cáo spam là được tiếp theo là một bức thư của facebook để cảnh báo đăng nhập cho facebook trên android đây cũng là một thông điệp quảng cáo của facebook giống như google là để quảng cáo cho chức năng cảnh báo của mình nếu là chính bản thân em đăng nhập vào Facebook thì em không cần phải xem. Còn nếu mà không phải thì cũng giống như lúc nãy, em nhớ mở ra xem. Cuối cùng, tiếp tục là thư của AF Education. Với tiêu đề là đừng trì hoãn giấc mơ du học. Đây là thông điệp quảng cáo. Vậy sau khi phân tích những mail này, em đã phân biệt đâu là mail chứa thông điệp quảng cáo, đâu là mail chứa nội dung xấu chưa? và cách để phân biệt chúng thì đây là cách đơn giản đầu tiên em hãy nhìn vào tên email cột này sẽ thông báo cho em người gửi là ai nếu em không thấy quen biết thì hãy tiếp theo nhìn theo cái tiêu đề của email những trường hợp nội dung ghi là hello friend, hello dear, my friend hoặc những câu tương tự như vậy thì em tuyệt đối không mở những cái email này ra em hãy bấm vào nút báo cáo spam có những email quảng cáo là những email thường là của một doanh nghiệp nào đó chẳng hạn như Google Facebook hoặc là Shopee chẳng hạn thì những tiêu đề đó thường là cảnh báo bảo mật, cảnh báo đăng nhập hoặc là giới thiệu một sản phẩm nào đó. Chẳng hạn như ở đây là đừng trì hoãn giấc mơ du học, chơi nhấn mail cảnh báo đăng nhập ra thì những email còn lại em cứ bấm vào spam để bỏ hết. Các thư quảng cáo chỉ làm cho hộp thư của em đầy lên Sau đó em sẽ vô tình bỏ qua thư cảnh báo hoặc thư của bạn bè người thân gửi cho mình Gợi ý tiếp theo về hình số 2 Một trang web lừa đảo Ở đây là trang web chứa nội dung xấu và nội dung ở đây chính là nội dung lừa đảo làm sao để em biết nhận biết cái đó thì em hãy nhìn vào cái phần chữ này ghi là đăng nhập để xem món quà khi em gặp một trang web nào đó, hoặc là khi em gặp một email nào đó hoặc một đoạn quảng cáo nào đó nói em hãy đăng nhập để nhận quà qua Gmail, qua Yahoo hoặc là khai báo thông tin cá nhân của mình để nhận được món quà đó thì đó là một hình thức lừa đảo. Em không nên khai báo bất kỳ một thông tin nào hoặc đăng nhập bất kỳ một tài khoản nào từ cái trang web đó. Sau khi nhận biết được các mail có nguy cơ chứa virus hoặc là nội dung xấu Chúng ta sẽ tới phần số 2, phần mềm dịch virus. Bài 2. Thực hiện dịch virus bằng phần mềm. Đến phần thực hành này, nếu nhà em có phần mềm diệt virus, em có thể bật lên. Hoặc là những em nào điện thoại có phần mềm diệt virus, em cũng có thể bật lên. Còn những em nào không có, em không cần phải thực hiện bài này. Em chỉ cần xem để xem cách mà phần mềm hoạt động thôi. Ở đây cô sẽ giới thiệu phần mềm dịch virus là Scarpa sky Cách sử dụng phần mềm cũng khá đơn giản. Bước 1, em chỉ cần mở phần mềm Copper Sky lên. Bước 2, em sẽ chọn quét. Sau đó phần mềm sẽ đưa ra một giao diện với các lựa chọn quét toàn bộ, quét nhanh, quét kỳ chọn hoặc quét thiết bị ngoài. Ở đây em nên chọn quét toàn bộ để quét hết toàn bộ máy của mình. Đương nhiên là thời gian này nó sẽ lâu hơn so với những cái quét kia. Sau đó em sẽ chọn chạy quét. Máy tính của em nên có một phần mềm diệt virus để bảo vệ thông tin của em cũng như tài khoản dữ liệu của em khỏi nguy cơ mất cấp. Mà em nên nhớ không có phần mềm diệt virus nào có thể ngăn chặn 100% virus máy tính. Bên cạnh nhận biết được các email có nội dung xấu. Có phần mềm diệt virus thì em cũng cần phải tạo một mật khẩu đủ mạnh. Phần 3. Tạo mật khẩu mạnh. Bài 3. Tạo và kiểm tra độ mạnh của mật khẩu. Em hãy tìm cho mình một mật khẩu và kiểm tra độ mạnh của mật khẩu đó. Trước khi em tạo mật khẩu, cô nhắc lại về cách để tạo một mật khẩu mạnh. Thứ nhất, sử dụng mật khẩu phải ít nhất gồm 8 ký tự, trong đó có cả chữ hoa, chữ thường, số và ký hiệu đặc biệt. Thứ hai, tránh đưa thông tin cá nhân như họ, tên, ngày sinh, địa chỉ và mật khẩu về những điều đó dễ đoán ra. Thứ ba, là mật khẩu phải là bản thân dễ đoán nhưng mà người khác khó đoán. Thứ tư, không sử dụng mật khẩu đã dùng trước đó. Ví dụ như hình bên đây, em không nên đặt mật khẩu chỉ toàn là số. Sau khi đã nắm gõ quy tắc để tạo mật khẩu rồi, bây giờ em hãy tạo một mật khẩu của mình và ghi lên giấy. Tiếp theo em sẽ kiểm tra độ mạnh của mật khẩu đó. Ở đây cô sẽ cung cấp cho em hai trang web để kiểm tra độ mạnh của password. Em sẽ vào một trong hai đường link dưới đây để kiểm tra độ mạnh của password. Hai đường link này cô cũng sẽ đăng trên trang web lớp học. Cô ví dụ minh họa. Nếu cô đặt một mật khẩu yếu. Sau khi nhập password vào để kiểm tra thì sẽ nhận được một thông báo như thế này. Em sẽ thấy một khung đỏ với cái dấu X như thế này. Thì hiểu đơn giản là mật khẩu của em chưa đủ mạnh, đây là mật khẩu yếu. Ngược lại nếu mật khẩu của em đủ mạnh Thì khung này sẽ là màu xanh Có dấu tích nice password Có nghĩa là mật khẩu của em đủ mạnh Và em cũng nên kiểm tra lại password email, password facebook của mình Để xem có đủ mạnh hay chưa Nếu mà chưa đủ mạnh thì em nên tạo một cái khác Mạnh hơn Rồi sửa lại các password yếu của mình Và em đã thực hành xong 3 bài thực hành phòng vệ ảnh hưởng xấu từ Internet và em hãy làm bài tập sau. Khi nhận được mail mới, em nên làm việc nào trong các việc sau đây? một Mở thư ra xem. 2. Quan sát kỹ địa chỉ gửi và tiêu đề. Nếu thấy mail khả nghi thì dứt khoát không mở mà xóa ngay. 3. Yên tâm mở ra xem vì tin tưởng vào chế độ chống virus của Google. 4. Báo cáo gần email là spam, tức là thư rác, bằng cách nhé chuột vào nút thăng trong Gmail. Em suy nghĩ và làm bài. Sau đây là gợi ý. Ở phương án 1, mở thư ra xem. Em không nên làm như vậy vì em có thể bị dụ dỗ bởi nội dung bên trong email. Ngoài ra còn có khả năng lây nhiễm virus máy tính. Ở phương án 2 là nếu em nghi ngờ em sẽ xóa thư ngay. Em nên làm theo cách này vì sẽ hoàn toàn tránh được email xấu độc hại. Tuy nhiên làm cách này có nhược điểm là có thể xóa nhầm một vài email tốt. Đó có thể là của từ một người bạn nào đó của em đã đổi địa chỉ email. Cách 3. Yên tâm mở thư vì tin tưởng vào chế độ diệt virus của Google, em không nên làm như vậy. Tuy Google có chế độ kiểm tra virus cho email và các tệp đính kèm, nhưng em nên nhớ không có phần mềm nào có thể đảm bảo hoàn toàn phát hiện được virus 100%. Cách 4 báo cáo gần mail là spam cách này thì em nên làm theo vì vừa đảm bảo an toàn vừa không xóa nhầm email đến một vài ngày sau nếu em nhận ra đã báo nhầm một email nào đó là spam thì em vẫn có thể vào học thư spam và khôi phục lại email đó em cũng cần chú ý phải phát hiện sớm việc báo cáo nhầm vì nếu để quá lâu học thư spam sẽ tự động xóa các thư bên trong Vậy là chúng ta đã thực hành xong bài 3, thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet. Phần ghi bài của bài này, em chỉ cần ghi lại các tiêu đề của các bài mà em đã thực hành. Sau đây là phần đáp án của bài tập ở bài 2. Ở bài tập này có một câu đáng lưu ý, là câu này. Để bài hỏi Hằng có vi phạm pháp luật ở câu này hay không? Câu này đáp án ban đầu là vi phạm pháp luật, thì đáp án đó là đáp án sai. Thì gần cuối giờ học cô đã phát hiện lại và sửa lại đáp án đúng. Đáp án đúng là không vi phạm pháp luật. Cô đã chỉnh sửa vào gần cuối giờ và nói các em làm lại thì một số bạn không có để ý cái phần đó. Đây là bài tập và cô chưa có lấy điểm của bài tập này. Ở bài tập này các bạn nào làm thì cô sẽ đánh dấu vào cái phần đã làm bài tập của các bạn. Sau đây là hướng dẫn về nhà, em ghi lại bài và làm bài tập. Video đó này là kết thúc, chúc các em học tốt.